Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp GP. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 31 tây tháng 7 năm 2020 nhé. Các bạn nào có đơn hàng trong video ngày hôm nay muốn thay đổi thì vui lòng gọi 0937899707 trước 9 giờ không nhắn tin nha, để shop kịp thời đổi, chứ các bạn gọi trễ quá hoặc nhắn tin shop không thấy được thì sẽ không thay đổi được cho các bạn. Yeah. Và xin thông báo với các bạn, kênh Bếp GP Vlog của là kênh thứ hai của chị á, là vừa ra cái video là thử thách chơi rút gỗ siêu chua luôn, cực kỳ vui luôn nha, và cũng như là nhiều cái thử thách rất là thú vị luôn. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ xem, ủng hộ ha. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần kiểm tra đơn hàng. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Âu Bảo Châu 85.000 đồng. Bạn mua đó là một cây bút Wixi 20.000 đồng, siêu dễ thương, và một cái lọ điều ướt 7.000 đồng nè. Để ghi điều ướt vào đây làm điều tốt, nó sẽ trở thành sự thật nha. Wow, và còn có em bé ngồi bồn cầu 25.000 đồng nha. Chúng ta bỏ nước vào đây và trôn một người bạn bằng cách mở ra, nó văng vô mặt rất là đã luôn, 25.000 cực vui. Tiếp theo thì sẽ là đơn hàng của Nguyễn Đỗ Bảo Trân 142.000. Chan chan, và đây bạn mua đó là một cây bút quạt nha. Đầu bên đây chúng ta quay cái cần nó sẽ quạt, bên đây mở ra, yeah, sẽ thành cây bút, quá dễ thương luôn. 20.000 đồng. Còn có đó là hũ kim tuyến 3 màu, đây 5.000. Và 4 cái charm dễ thương nha, mỗi charm 5.000. Hũ slam mây nè, đó, hũ slam mây 30.000 đồng. Được tặng kèm theo đó là charm và tuyết nha, đây. Còn có là bịt mắt nước 32.000 đồng, đó, hình của hai bạn mèo rất là dễ thương luôn nha. Chan chan, Nguyễn Thị Thư ơi, để đến đơn hàng của Nguyễn Thị Thư 215.000. Và bạn mua đó là Popping Cooking làm kem rất là ngon, cũng như là đẹp mắt như thế này, và là sản phẩm của Nhật nữa, vừa học làm bánh, vừa chơi, vừa ăn được luôn, quá tuyệt vời, 110.000 đồng. Và một cây quạt sạc 75.000, trời bữa nay biết thỏ còn đem nữa, rất là dễ thương luôn. Ôi trời, nó mát quá trời. Nha, yeah, 75.000. Và tiếp theo sẽ là đơn hàng của mẹ Thanh Trúc tặng cho bé Bảo Châu. Chúc cho bé Bảo Châu luôn dễ thương, đáng yêu, biết vâng lời ba mẹ, và mẹ Thanh Trúc luôn yêu Bảo Châu thật nhiều nha, thật Bảo Châu nha. Và đơn hàng của Bảo Châu là 149.000. Chan chan, đây một cái tủ gom Hello Kitty. Đây cái gom nó rớt xuống đây nha. Đó, mình lượm không có gì hết. 16.000, có 2 ngăn. Rồi đến là gom kẹo và bánh kem 5.000. Một hũ gom sọt rác 5.000, bên trong có rất là nhiều trái cây tươi luôn nha, nhưng nó là gom. Và còn có là bút chè đậu nữa nè, đó, có ai thích chè đậu không? 5.000 đồng một cây. Rồi đến là bút kem nha, đây nè, kem ngựa và kem chuột màu xanh và màu hồng. Mỗi cây bút như vậy là 5.000. Wow, wow, meow, meow, một bạn mèo đang nằm cùng với chiếc giày hoa đào. Rồi bên đây là một bạn mèo ngồi với chiếc giày nữa nè. Đó, hai cây bút quá dễ thương luôn. 5.000 một cây luôn nha các bạn. Còn có một ngôi nhà nè ha, nước ép bơ. Đây các bạn xem nè. Cực kỳ lung linh luôn. Và lại còn có cái này nữa, hologram nha. Cái móc khóa cực kỳ dễ thương và đẹp, lạ mắt. Lại là rất là nổi bật, không bao giờ bị thất lạc luôn á. 40.000 đồng. Pon Pon, còn có đó là một cái tủ trang điểm Hello Kitty nè. Đó, hình trái tim rất là dễ thương như thế này nha. Đây, các bạn xem nè, nó có rất là nhiều cái ngăn. Ủa cha. À, xin lỗi nha, mình ngửa ra quá. Đó, thật ra nó mở ra rất là dễ luôn. Chỉ có là 25.000 đồng thôi các bạn. Đây nha, nó có tới 1, 2, 3, 4, 5 ngăn luôn. Ở bên trong nó sẽ có nè, rất là nhiều cái giống như là gom rồi vậy đó. Đó, dây rồi ha, để xỏ vòng tay. Xin chào Lê Thị Bích Quyền, đơn hàng 85.000. Đây, có cái bút Wixi cà tím 20.000 đồng nha. Rồi, lại còn có là cái này. Đó, một cái quyển sổ ma thuật loại lớn nha, khổ A4 luôn. 32.000 đồng vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần. Chan chan, và tiếp đến là đơn hàng của Thúy Nguyễn 143.000. Đầu tiên bạn mua đó là cái thời khóa biểu Jack nha, 10.000 đồng nha, rất là đẹp luôn. Rồi còn có là cây quạt của anh Jack 20.000. Một combo sắt nha, đây là combo sắt 80.000 đồng nè ha, sẽ có là vòng cổ nè, lắc tay nè, bịt mắt nè, khẩu trang nè, rồi đến là cái này là cái gì quên là cái móc khóa và cả cái nhãn tên nữa nha. Và tiếp đến sẽ là đơn hàng của Nguyễn Ngô Uyên Nhi, đơn hàng 176.000.
Và bạn mua đó là một cái nhãn tên cung hoàng đạo có bầu trời galaxy nè, cung hoàng đạo người nha, có bầu trời ra galaxy rất là đẹp luôn, 10.000. Sau đó là bạn búp bê mắt đá mặc một bộ đồ rất là sành điệu luôn nha. Đó, đẹp ơi là đẹp. Tóc thì là màu vàng hồng, 35.000 đồng. Wow, hãy xem đây, một cái hộp búp nước rất là đẹp luôn. Có hình của hai chú cá Unicorn có sừng luôn nè. Đó, có kim tuyến và nước lấp lánh, lại có ánh hologram, cực kỳ nổi bật luôn nha các bạn, 70.000 đồng. Tiếp theo thì sẽ là cái sticker 14.000. Đây, sticker rất là đẹp luôn, những mẫu mới của shop nè. Đó, bạn mua là hai tấm nha. Tấm bên đây thì sẽ là tiên bướm nha, rất là xinh. Xin chào Nguyễn Phương Thảo, đã đến đơn hàng của Nguyễn Phương Thảo 138.000. Bạn mua đó là chai hồ nha, 2.000. Một cái kẹp tóc cà rốt và hoa cúc rất là dễ thương như thế này nha, 12.000 đồng. Kẹp mái rất là xinh. Yeah, còn có cả kẹo đá này, những viên kẹo đá giống như đá thật luôn nha. Nó còn gọi là kẹo nghệ thuật đó, 6.000 đồng một bịch như thế này. Meo, meo. Và đây chính là sổ nước nha, sổ nước mèo hoa đào có lò xo dễ thương, 17.000. Móng tay giả nè, móng tay giả loại này có 5.000 thôi mà rất là đẹp luôn. Cây thước cá heo nữa nha, đây thước cá heo là 9.000 có nước. Và còn có là một cái lọ điều ướt nè, 7.000 đồng. Cây bút quạt 50.000 nha, đây cây bút này có thể là viết và chúng ta còn có thể làm quạt nữa. Ôi, nó rất là mát luôn nha. Và đặc biệt là nó nhỏ gọn, có thể cầm ở tay, bỏ ở hộp bút, túi quần đầy đủ các chỗ nào cũng được. Bởi vì nó nhỏ gọn, không cần phải dây sạc rườm rà, chỉ cần thay pin là có thể mát mọi nơi nhé. 50.000 đồng. Tiếp đến sẽ là đơn hàng của Trần Hữu Tính, 213.000. Wow, bạn mua đó là một cái hộp bút màu 150.000 đồng ha. Nó có cái chỗ sách nè, giống như là một cái vali vậy đó. Và khi mở ra, nó rất là hoành tráng. Chan chan, và đây hộp màu 180.000, các bạn xem nó quá hoành tráng luôn đúng không? Đây ha, là phần màu nè, màu sáp nè, rồi màu bút chì nè, màu nước nè, kéo, đồ chuốt, bấm tập vân vân, rồi ở đây nữa. Đó nha, có thước, có cái kim bấm nè, rồi cái gom cũng như là mấy cái này nữa, hồ và bút chì này luôn. Đủ màu hết luôn nha, xanh thì sẽ có xanh đậm, xanh lợt luôn nè, xanh lá đậm, xanh lá lợt, xanh dương đậm lợt, đầy đủ hết luôn nha, 150.000 đồng. À xin lỗi, nó là 150 màu và nó là 180.000 nha. Và tiếp theo là đơn hàng của Gia Hân, 90.000 đồng. Wow, tiếp tục đó là một cái giấy nhãn tên hình người bầu trời galaxy nha. Đây là nhãn tên cung hoàng đạo hình người bầu trời galaxy, 10.000 đồng nè các bạn, rất là đẹp luôn. Và còn đẹp hơn nữa đó chính là búp bê đó, tiểu thư nha. Mái tóc là màu vàng ha, vàng vàng mà vàng nó hơi đỏ đỏ chút xíu và xanh dương đó. Áo trái tim có cái vòng cổ nè và một cái túi xách rất là đẹp luôn, đặc biệt là phần váy nè, váy ren hoa hồng rất là xinh luôn đó các bạn nha. Tóc rất là dài như thế này đó, và bạn búp bê xinh đẹp này chỉ có 47.000 đồng thôi, các bạn xem nè, khuôn mặt cực kỳ đẹp luôn. Trần Thị Thu Vân ơi, đã đến đơn hàng của Trần Thị Thu Vân, 300.000 đồng. Wow, bạn mua đó là hai bạn bé nhí thời trang nha. Mỗi bạn như vậy là 10.000 đồng. Đây có cả đôi cánh luôn, có giá đỡ đều đầy đủ hết. Sổ ma thuật loại 15.000 đồng, vẽ bức tranh galaxy bằng cây đũa thần nha. Wow, còn có cả là sổ hình dáng sticker nè. Mỗi sổ như vậy thì là 5.000 đồng. Và đây còn rất là nhiều cái sticker nữa nha. Chúng ta cùng xem những cái sticker 5.000 nè. Ồ, 1, 2, 3, 4, rất là đẹp luôn, 5 và 6 nha, với lại xem như là hai cái sổ nữa, coi như là 8 cái luôn đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ có là cái sticker này là 20.000 đồng, loại mới của shop luôn nè các bạn. Trời ơi, có cả vương miệng nơ nữa, rất là xinh luôn. Đây ha, đó, nó có hai tầng nha các bạn. Đây, vương miệng nơ. Và wow, còn có cả cánh nữa nè, rất là dễ thương luôn như thế này nha, chỉ có 20.000 thôi. Rồi đến là sticker tiên bướm 14.000. Rồi, bướm mà khác nhau nha, cánh này nhọn nè, cánh này tròn tròn, cũng 14.000 luôn. Chúng ta xem tiếp, đó là sticker hologram 18.000 đồng. Cái ánh của nó là ánh 5D rất là đẹp, 2 tầng nha. Ôi, vẫn còn sticker 5.000 ở đây. Hồi nãy là 8, là 9, 10, 11 luôn các bạn ơi, 11 cái sticker 5.000 nha. Và còn có là cái sticker 25.000 đồng thì nó sẽ có cái váy là có cả nơ và ren thật luôn. Đây, ren thật luôn, nước hoa đồ nè,
Đó, trời ơi, rất là đẹp luôn như thế này nha. Đó, 25.000. Than lạnh quá. Và đây là kẹo siêu lạnh luôn nha. Kẹo siêu lạnh là 18.000 đồng nha các bạn. Đây, 18.000 đồng một bịch. Rồi còn có là combo kẹo 20.000 đồng, có rất là nhiều kẹo ngon ở trong đây để cho chúng ta thử. Và cũng có là một bộ kit làm slime 30.000 đồng 12 món, làm được 5 loại slime khác nhau. Chào Nguyễn Thị Phượng, đã đến đơn hàng của Nguyễn Thị Phượng 262.000. Đây và đơn hàng của bạn nha, rất là dễ thương luôn. Đầu tiên sẽ là bạn búp bê dễ thương nè, đó 35.000 kèm theo cái túi xách luôn. Tiếp đến là hai cái bút Pixie siêu mềm, đó 20.000 một cây. Thanh Thanh, và lần đầu tiên là hai chiếc xe đua luôn nha mọi người. Mỗi chiếc như vậy thì là 25.000 đồng, xài bằng pin. Đây, đó, bóng nhoáng luôn. Xe đua, đó. Rất là đẹp luôn, cái bánh của nó cũng ngầu nữa. Màu vàng và màu xanh lá nè. 25.000 đồng một chiếc nha. Và còn có là hai cái runchy. Đây, một cái là runchy chấm bi nè. Đó, rất là đẹp nha. Nó xốp 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 bóp rất là đã. Rồi đến là một cái runchy hoa cúc nè. Màu hường nha, rất là đẹp. Mỗi cái 13.000. Đây, các bạn xem còn có là sắp hình của Blackpink. Đây ha, hình của Blackpink 10.000. Hũ slam may 30.000 đồng nha. Được tặng kèm theo đó là tuyết và charm. Đây, và còn có là cái bút chì dẻo nữa nè. 5.000 đồng một cây. À, bút cà rốt ha, có bé thỏ nè. Cà rốt là ngôi nhà nha. Rồi cả cây bút cà rốt nữa, mỗi cây 5.000. Và đặc biệt nhất đó là ngôi nhà mini shop nè, 18.000 đồng thôi các bạn, rất là dễ thương luôn nha. Chúng ta sẽ lắp ráp thành một ngôi nhà. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Văn Hiên, 150.000. Và đây bạn mua đó là combo ba lô và túi xách nhé. Đó, combo này là một món, hai món, ba món, bốn món, 120.000 đồng thôi các bạn. Đó, hình bé vợ, bé thỏ và bạn vịt nha. Đó, màu xanh rất là đẹp luôn. Đây là cái ba lô. Đó, đây là cái ba lô ha. Rồi, đây sẽ là một cái túi đeo chéo. Đây các bạn xem nè. Túi đeo chéo nha. Rất là dễ thương luôn, như thế này. Rồi có cả hộp bút và cái này nữa nè. Đó, 120.000 đồng. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Thiên Kim 189.000. Wow, có cây bút xóa nè. Đây là bút xóa củ cải 16.000. Doraemon và Nobita. Và đây là một cái túi đựng bút, ấy là túi đựng thước nha các bạn. Thì ở trong đây nó sẽ có một bộ thước hình học 4 cây và kèm theo cái túi mà nó chỉ có 8.000 thôi. Đây ha, thước tam giác cân, thước đo độ, thước đo góc nè, eke nè và cả thước thẳng nữa nha. 8.000 đồng một bộ như thế này. Rồi có cả là sổ nhỏ mini nha. Đây sổ nhỏ mini 6.000 một quyển. Đây nha, đây là Conan. Rồi đây là nhân vật trong game hả các bạn, đúng không? Rất dễ thương. Và bạn còn có mua đó là combo ba lô và túi xách 120.000 đồng nha, 4 món. Gồm có là hộp bút, một cái túi xách giống như là Blackpink. Rồi còn có là một cái túi nè, My Love trái tim. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn ha. Có thể là xách qua chéo như thế này. Đó, rất là rộng rãi thoải mái. Và cả một cái ba lô nha. Đây là cái ba lô nè, có chữ My Love rất là đẹp luôn. Chất liệu bố nha, 120.000 đồng, 4 món luôn. Và sau cùng sẽ là đơn hàng của Nguyễn Bảo Ngọc 220.000 đồng. Đây, đầu tiên bạn sẽ mua đó là một cái kẹp giấy nha. Đó, kẹp giấy BTS nè các bạn. Nó sẽ rất là bóng và nó không có bị thấm nước nha. Để mình kẹp những cái tờ giấy rời rời như là đề thi, hình ảnh, rồi giống như là mấy cái bài vẽ rồi đó. Đó, kẹp vô đây ha, 10.000 đồng thôi. Và đây, bạn có mua đó là một tấm hình của anh Jack ha, hình poster lớn 10.000. Và chúng ta có thể kẹp vào trong đây. Và còn có là cái hai cái hình dáng của Blackpink nha. Một sắp như vậy thì là 10.000 đồng. Đó, hay là chat, rất là đẹp luôn. Cái hình rác hồi nãy là tặng kèm theo bạn luôn á, không có tính tiền nha. Coi như bạn là đơn hàng may mắn ngày hôm nay. Yeah, và còn có là một cái ba lô hoa cúc nha. Ba lô hoa cúc 160.000 đồng. Rồi nổi cái chùm toàn ten này ha. Có chữ lớp nè, có bạn gấu nâu là đã thấy rất là dễ thương rồi. Còn có cả là hình hoa cúc nữa. Đây cái chỗ này nè ha, mình xách đi rất là tiện luôn. Một ngăn rất là to. Chất liệu vải này các bạn. Đó, vừa bóng mịn nha, vừa mềm ơi là mềm luôn. Đó, nó lại trời ơi, giờ mới phát hiện ra luôn á nha. Cái dây kéo nè các bạn, nó có giống như là ánh bạc á, nó rất là lấp lánh luôn như thế này. Đây các bạn xem nè, nó không phải là màu trắng bình thường đâu nha. Đây nó không phải màu trắng bình thường đâu, nó rất là đẹp luôn. 160.000 và nó năng động và cá tính bởi cái quai đeo của nó nè nha. Đó, rất là chắc chắn luôn, 160.000.
Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 31 tây tháng 7 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, có thể nhắn tin Zalo, Facebook Bé Út GB, hoặc là các bạn có đơn hàng trong video hôm nay muốn thay đổi bổ sung thì vui lòng gọi 0937899707 trước 21 giờ không nhắn tin nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, luôn gặp nhiều điều vui trong cuộc sống nha.